Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra sự cố sụt lở nền đường DT382 đê sông Kim Sơn thuộc xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi. Sáng ngày 10 tháng 10 trên tuyến đường DT382 phát hiện sụt lở nền mặt đường với tổng chiều dài 60m, chiều rộng sụt nền mặt đường khoảng 4 đến 4,5m, sâu khoảng 1,5m. Mặt đường phía bên phải hư hỏng hoàn toàn, lề và ta luy đường sạt trượt 1 đến 2m. Tuyến đường tỉnh 382 đoạn từ xã Bắc Sơn đến xã Phổ Ổng, huyện Ân Thi trên nền đê sông Kim Sơn thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Khu vực này có ảnh hưởng của dòng chảy và mưa nhiều. Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lắp đặt rào chắn phân luồng và hạn chế phương tiện tham gia giao thông qua đây, tiếp tục theo dõi diễn biến và thông tin cho chủ đầu tư dự án nâng cấp cải tạo đường tỉnh 382 có biện pháp xử lý. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hùng Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với huyện Ân Thi và các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân gây ra tình trạng sụt lở của đoạn đường, khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực. Cùng với đó, ra soát lại toàn bộ tuyến đường D trên địa bàn tỉnh để có phương án bảo đảm an toàn trong tình hình mưa bão. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến kiểm tra hoạt động của trạm bơm La Tiến, huyện Phù Cử, trạm bơm Triều Dương, huyện Tiên Lữ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh và các địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình mưa bão, kiểm tra vận hành các cống, trạm bơm tiêu, chủ động hạ thấp mực nước trên các kênh trục thủy lợi trong trường hợp mưa lớn kéo dài trên địa bàn. Lên phương án tiêu rút nước đệm sẵn sàng tiêu úng hiệu quả cho các diện tích trồng cây vụ đông.